Ui. Trời, cò nó gì ở đâu cô chú chị? Đang hiện hữu ở đây thì Ama hãy làm một hành động gì đó để cho con biết là hiện tại Ama. Để cái gì vậy? Ôi, ôi, ôi. Trời. 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 Có âm thanh kéo mình ra. Ơ quên. Có ai kéo mình ra ngoài sâu rồi cô chú anh chị? Xin chào quý cô chú anh chị thân mến đã đến với video tiếp theo của Kha. Hiện tại thì Kha đang có mặt ở trong một góc rừng. Và trước mặt Kha đây là một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà hoang này là có lẽ quen thuộc với cô chú anh chị, vì lúc trước mình có quay ở đây một cái video lúc ban ngày rồi cô chú anh chị. Thì cái ngôi nhà hoang này là cái ngôi nhà hoang mà mình xin kể lại lịch sử nó lại sơ sơ một chút, đó là lúc trước có một người đàn ông sống ở trong ngôi nhà này. Rồi sau đó thì người đàn ông mới đột nhiên mất đi. Và khi mà người đàn ông mất đi rồi thì vong hồn của ông ở rất là linh thiêng. Và lúc đó mà mình cũng có chia sẻ là cái ngôi mộ của ông hiện tại đang chôn cất ở xung quanh đây. Nhưng mà lúc đó thì mình tìm không thấy được cái ngôi mộ của ông nằm chỗ nào của chú chị. Thật sự là người ta chia sẻ là ngôi mộ của ông được chôn ngay vô sát xung quanh nhà này luôn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa biết ngôi mộ của ông xác định là chỗ nào nữa. Khi mà ông mất đi thì ông vẫn còn quanh quẩn ở đây, ông rất là linh thiêng. Và người dân mới lập nên một cái trang thờ ở trong cái ngôi nhà này luôn. Và sau đó thì những cái người đi rừng xung quanh đây nè, người ta mới đi rừng, đi núi đồ về ban đêm á, người ta lỡ đường, người ta mới thấy chỗ đây có cái nhà và người ta mới tá túc lại ban đêm của chú anh chị. Thì người ta mới nấu ăn, nấu uống đồ ở đây và người ta ngủ lại ban đêm. Thì khi mà người đi rừng người ta ngủ lại ban đêm á, thì người ta mới bị là vong của chủ nhà hiện ra và dọa và đè, khiến cho những người đi rừng sợ mới bỏ chạy, không dám ở trong ngôi nhà này nữa. Đến thời điểm hiện tại thì không có ai dám tới ngôi nhà này, nhất là ban đêm nha. Thì lúc trước mình có quay một cái video lúc ban ngày rồi. Bây giờ mình lấy hết sức can đảm luôn, mình trở lại đây một mình để mình khám phá cho cô chú anh chị xem ở ngôi nhà này vào lúc ban đêm, để xem thật sự là có linh thiêng như lời đồn của người ta hay không nha. Hiện tại bây giờ thì trời chạng vạng. Thì cô chú anh chị có nghe cái câu nói là nhất nhất chạng vạng, nhì rạng đông không? Hai cái giờ này là hai cái giờ linh thiêng nhất của vong linh ở tâm linh hiện hữu. Thì cái ngôi nhà này, cái điều mà ấn tượng nhất để làm cho mình quay trở lại đây vào ban đêm đó, đó là cái tập trước mình quay á, mình quay tới khúc cuối chưa kịp kết thúc video nữa thì cái máy quay của mình nó bị hư của chú anh chị. Mình chưa kịp kết thúc video thì cái máy quay của mình nó bị lỗi, sao biết, hư luôn. Mình không biết là do cái gì nữa, hồi trước giờ là chưa có cái tình trạng đó. Cho nên là mình rất lấy làm lạ, không hiểu sao cứ đưa cái máy vô cái bàn thờ là nó đứng, cứ đưa cái máy vô cái bàn thờ nó đứng của chú anh chị. Một cái điều rất là lạ luôn, làm cho mình thắc mắc. Cho nên hôm nay mình quyết định mình trở lại đây vào ban đêm để xem thử vong của ông trong gọi là Ama đi, vong của Ama trong cái ngôi nhà này có thật sự linh thiêng như vậy không nha. Bây giờ thì mời cô chú anh chị hãy cùng đồng hành với mình vào bên trong nhé. Thì mình vào bên trong mình sẽ không xưng tên nữa, vì ban đêm ban hôm á, tới chỗ linh thiêng thì không có nên gọi tên của chú anh chị. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để trước tiên là mình thắp hương cho Ama, sau đó mình sẽ khấn vái xem thử có hiện tượng xảy ra hay không nha. Hy vọng là lần này cái máy quay của mình nó sẽ không có gì trục trặc xảy ra như lúc trước nha. Hiện tại là trời sắp tối rồi. Bước gần tới ngôi nhà sao nó lạnh lạnh hết rồi. Ở ốc quá trời kìa. Ui. Con cò nó bay cả nhà ơi. Rồi cái không khí ở đây nó yên tĩnh đến đáng sợ luôn cả nhà. Mình không hiểu sao, một cái điều mà làm cho mình không hiểu tại vì sao mà lại có thể. Trời, tưởng ông già hết hồn. Cái điều mà mình không hiểu tại vì sao mà lại có thể vào trong đây để cất một cái ngôi nhà ở giữa một cái khu rừng như thế này. Thật sự là cái người này rất là gan dạ luôn. Ama rất là gan dạ luôn các chú anh chị. Không biết là vì lý do là không có đất hay sao, hay là sau đó mà vào trong đây cất một ngôi nhà lẻ loi ở trong một cái khu rừng thế này. Phải nói nếu cho tiền mình, cho bạc tỷ mình không dám ở luôn của chú anh chị. Phải nói cái lòng gan dạ của những người đồng bào thì làm cho mình rất là khuất phục luôn.
Ở trước đây có một cái cây cổ thụ thì lúc trước mình quay cô chú anh chị cũng có xem rõ rồi ha. Giờ này chiều tối để mình mở cái đèn lên. Ok. Để mình đi mình một vòng mình xem thử kỹ lại coi cái ngôi mộ của Ama. Xem thấy có ở đây hồi bữa mình đi tìm cũng rất kỹ luôn nhưng mà không thấy cô chú anh chị. Thật sự người ta nói ngôi mộ của Ama chung trong đây mà không biết chỗ nào á. Trời ơi, chạy chạy giờ lên thiên của chú anh chị. Thôi, giờ này vô đây bụi rậm mình sợ. Mình sợ gặp ông già quá mình không có dám vô của chú anh chị. Thôi mắc công dặm vô nó mắc công có cái chuyện gì nữa. Mình vào thẳng trong nhà. Ui. Có cái âm thanh gì vậy ta? Hôm trước ở dưới đây mình kêu kiếm mình chìm thử coi có dưới đây không. Ui, phải đây không ta? Chôm đá nè. Mình nghĩ chẳng phải đâu. Ôi trời, âm thanh vậy trời. Mình lấy nhiều can đảm lắm mình mới dám tới đây một mình lúc chiều chạng vạng nha cô chú anh chị. Ui, con cò. Wow. Giờ này tới là lần hai mình mới thấy nha. Ở đây có nguyên một cây ớt rất là sai trái luôn nè. Không ai dám hái luôn cô chú anh chị. Cây ớt này có lẽ lúc Ama còn sống Ama trồng nè. Hôm trước đó là mình cứ quay vô cái bàn thờ là bị tắt máy. Hôm nay hy vọng là cái máy sẽ không bị lỗi. Con xin phép Ama chư quỷ khúc mặt vong lên trong ngôi nhà này. Hôm nay con tới đây mạo muội. Giờ này lúc chiều tối con biết giờ này là giờ Ama chư quỷ khúc mặt hiện hữu ở đây. Con xin phép tới đây để thành tâm khám phá tâm linh chứ không có ý mạo phạm quấy phá tới Ama chư quỷ khúc mặt ở đây. Xin Ama chư quỷ khúc mặt chứng tâm chứng lòng cho con, phù hộ cho con được bình an vô sự. A Di Đà Phật. Có lẽ mình nên thắp cho Ama một nén hương của chú anh chị. Ui. Trời cò nó gì ở đâu của chú anh chị. Người ta nói đất lành là chim đậu, cái khu này không có ai dám tới đây săn bắn luôn. Nói chung là không ai dám tới đây cả cho nên cò chim nó về nó ngủ rồi. Nó thấy mình nó giục nó chạy rồi. Mình mới nghe cái âm thanh cái ruột bên đây chưa ta. Mình sẽ đặt máy ở đây để mình thắp hương cho Ama. Để máy đứng này nha. Chú anh chị có nghe được cái âm thanh gì không cô chú anh chị? Để xem lại cái máy không? Mình sợ nó đứng ẩu nữa cô chú anh chị. Nó đứng một cái nữa là không có ghi hình được, mất công. Để ngay đây nè, cho mình dễ quan sát không? Giờ này là giờ chiều tối. Phải nói cái giờ này là cái giờ linh thiêng nhất đó cả nhà. Một cái điều mà bí ẩn làm cho mình thắc mắc ở trong ngôi nhà này á. Đến giờ này mình vẫn còn phân vân luôn, không hiểu tại sao. Không biết là sự linh thiêng của Ama hay sao nữa mà cứ quay cái máy vào trong cái bàn thờ là lại bị hư máy, cứ quay máy vào trong bàn thờ là bị lỗi máy à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép Ama hôm nay con tới đây thành tâm khám phá tâm linh, không biết chỉ cần bên nào, con không có ý mạo phạm quấy phá tới Ama. Nay con thắp cho Ama ba nén hương tỏ lòng thành tâm,
Nếu a ma có linh thiêng thì hiển linh để làm cái hành động gì đó cho con biết là a ma đang hiện hữu ở đây nha. A Di Đà Phật. Cô chú anh chị có nghe được cái âm thanh gì không? Ở cách đây khoảng hơn 1 km nó có một cái công trình. Cái công trình đang làm cái năng cái điện năng lượng quạt quạt gió của chú anh chị. Cái tiếng đó là cái tiếng của cái chiếc máy cẩu á, cái chiếc máy cẩu nó chạy rất là phát ra âm thanh rất là lớn. Cho nên mình ở đây trong cái khu rừng vắng mình mới nghe được cái tiếng âm thanh đó. Rừng ở mình nó bây giờ có nơi thì hoang vu như thế này nè. Còn có nơi người ta khai phá ra để người ta làm điện. Điện năng lượng mặt trời nè. Điện quạt gió này, rất là nhiều điện. Nói về Ninh Thuận của mình thì rất là nhiều nguồn điện luôn của chú anh chị. Thì cái vấn đề đấy mình không nhắc lại nha. Cái tiếng vừa rồi phát ra là cái tiếng của cái tiếng máy cẩu á, nghe từ rất xa vọng về của chú anh chị. Đó, rụp á, không biết mít đang khúc được âm thanh hay không à. Đây. Hôm trước á, là mình quay ở nơi này thì lúc đó mình đang đứng khấn cái bàn thờ. Thì ngay đây nó xuất hiện một cái âm thanh. Ui. Ui. Con cò nó kêu. Sao nổi ốc ở trường trời lạnh. Trời lạnh sao gáy luôn trời. Lúc đó mình đang đứng mình khấn ngay chỗ cái bàn thờ. Cái ngay đây nó xuất hiện một âm thanh mình không biết rõ là âm thanh gì. Ui. Khi mình quay lại thì hết rồi cô chú anh chị. Đây là lúc trước mình có nói quần áo của Ama còn treo nè. Giờ này là phải nói là một cái giờ linh thiêng nhất nha cô chú anh chị. Chiều sẩm tối rồi. Ui. Nghe cái bàn thờ này có âm thanh đập tô nè. Nghe bàn thờ luôn cả nhà. Ui, âm thanh gì sẩm gì? Ôi trời trời. Ôi cái gì vậy trời? Trời cái gì cả nhà ơi? Trời. Ghê quá. Có cái con gì không? Để mình ra coi thử có cái con gì không cô chú chị. Ủa đi tới cái bàn thờ gớm dữ trời. Đi tới cái bàn thờ lạnh sao hết trời. Mình mới nghe âm thanh gì vậy đó người ta. Mới nghe âm thanh gì chỗ miếng tô này của chú anh chị. Trời ơi vô chiều chạng vạng không dám tới đó luôn á trời. Qua đây coi thử. Mới nghe âm thanh này nghe miếng tô này của chú anh chị. Trời ơi. Ôi. Ôi. Cái gì vậy cả nhà? Gì trên mấy tôn vậy? Trời ơi, chiều chạng vạng trời ơi. Con xin phép Ama. Hôm nay con tới đây để thành tâm khám phá tâm linh nha. Vì hôm trước con tới đây con quay mà cái máy quay con nó bị lỗi. Con không biết có phải là sự linh thiêng hiển linh của Ama hay không. Thật sự là con không có ý quấy phá Ama. Con chỉ muốn thành tâm để khám phá tâm linh thôi. Mà không có ý quấy phá Ama. Xin phép Ama, một lần nữa con xin khấn Ama. Con không có ý quấy phá tới Ama. Con chỉ muốn thành tâm để khám phá tâm linh. Tại vì lúc trước con có tới đây mà muội một lần vào ban ngày.
con có khám phá, thì con vô tình con tới đây con nghe người ta nói thôi. Con tới đây con quay ghi hình, nhưng mà lúc cuối thì máy quay con nó bị lỗi, con không biết là do máy hay là do hiển linh của sự hiển linh của Ama. Xin phép Ama chứng lòng cho con. Vừa rồi cái âm thanh vừa rồi con không biết có phải là Ama làm hay không. Nhưng bây giờ trời, con gái tôi lạnh đứa rồi. Nhưng bây giờ nếu thật sự Ama có hiển linh ở nơi này, và hiện tại vong hồn của Ama có hiển linh và đang ngự ở đây, thì Ama hãy làm thêm một hành động nữa để cho con biết là Ama đang hiện hữu ở đây nha. Nếu Ama hiện... Ôi! Nếu Ama hiện tại... Nếu Ama hiện tại đang hiện hữu ở đây, thì Ama hãy làm một hành động gì đó để cho con biết là hiện tại Ama... Để... Cái gì vậy? Trời! Trời! Có âm thanh kéo mình ra... Có ai kéo mình ra ngoài sau rồi cô chú anh chị? Coi, mình đứng ngay đây có ai kéo mình ra sau vậy? Trời ơi, vừa khóng xong có người kéo mình ra sau luôn trời. Trời ơi. Phải không vậy trời? Ama hiển linh hả trời? Không phải là do mình cúm chân đâu cả nhà ơi. Rõ ràng luôn. Rõ ràng là giống như có người kéo chân mình vậy. Gì vậy trời? Ui! Nữa? Cởi cái máy quay bị sao nữa? Ủa? Alo! Ủa cái máy quay nó bị giật gì nữa trời? Alo! Ủa sao âm không có âm thanh ta? Alo! Ủa sao cái hình nó lắc lắc rồi trời? À rồi, được. Rồi, bị lỗi máy quay nữa cô chú anh chị. Bị lỗi máy quay nữa rồi. Đang quay bị lỗi máy quay nữa. Mình phải khấn lại một lần nữa mới được. Mình phải làm lại một lần nữa. Xung quanh này không có con chim nào nó đậu trên mái tôn hết đấy cả nhà. Nãy giờ những cái âm thanh này không phải những âm thanh của chim nha. Không phải âm thanh của chim đâu. Không có chim. Chắc chắn là âm thanh gì mình không biết. Xin phép Ama, con tới đây hôm nay để thành tâm khám phá. Vừa rồi có lẽ là Ama hiển linh. Rồi tàn nhang tàn không rớt luôn cô chú anh chị. Nếu như Ama thật sự linh thiêng, thì một lần cuối Ama hãy làm một biểu hiện để cho con biết là hiện tại Ama đang có mặt ở đây nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ui, tiếng rên đâu vậy cả nhà? Cả nhà có nghe tiếng rên không? Trời ơi, tiếng rên. Ôi. Có tiếng rên. Ama đã hiển linh, Ama đã hiển linh. Ama đã hiển linh, xin phép Ama. Con biết Ama linh thiêng. Con xin lỗi đã quấy rầy Ama. Hôm nay con tới đây để thành tâm khám phá tâm linh. Ui. Con biết sự hiển linh của Ama rồi. Con xin phép con sẽ rời đi, không quấy rầy Ama nữa. Xin Ama an nghỉ. Cầu mong cho Ama sớm ngày được siêu thoát. A Di Đà Phật. Người qua cô chú gì ơi. Ghê quá.
Xin phép Ama, con xin cáo lui để sự yên tĩnh cho Ama. Ama đừng phiền quá cô chú anh chị. Sự thật đúng như lời đồn rồi. Lời đồn đúng như sự thật luôn. Ama quá lên rồi. Linh quá, Ama linh quá cô chú anh chị ơi. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời luôn á. Đi khám phá một mình lúc ban đêm thôi. Ở nơi linh thiêng thế này. Ấn lạnh quá. Có lẽ mình nên kết thúc video ở đây cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video của mình nãy giờ nhé. Xin phép được kết thúc và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một video theo. Hãy để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để có thêm động lực nha Ma. Quên, liệu luôn cô chú anh chị. Bây giờ hỏng quá rồi. Hãy ủng hộ cho mình có thêm động lực bằng cách là nhấn like và nhấn đăng ký nhé. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video và trở về thôi. Bye bye cả nhà.